biết con gì không? Nó đang nhúc nhích đó. Lên cho các bạn xem và các bạn sẽ biết là con gì liền nha. Phát hiện dư các bạn. Các bạn phát hiện ra nó là con gì chưa? Hắn chính là con sâu. Một con sâu ngụy trang rất là đẹp. Nhìn đẹp quá các bạn. Thấy rõ nét luôn. Cái đầu nó đang nhúc nhích. Đầu nó đang cử động. Nó đang lật lại. Rồi, hắn lật lại được rồi các bạn ha. Rồi các bạn biết nó là con sâu các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Rồi, nếu thấy con gì mà đặc biệt hay hay, mình sẽ quay lại cho các bạn xem nữa các bạn ha. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn.